chúng ta mới có thể chạy. Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ hai cái máy DJ 70 của bạn ơi. Hai cái máy này ở Sóc Trăng xuống này các bạn. Tự động với Kiên Giang này nha. Thì đang thu hoạch giống lúa 5451 các bạn. Đây các bạn ơi, đồng này thì hai cây máy cắt dài cho máy kéo ha. Hết bao cái gì kìa. Hết bao cái gì kìa anh ơi. Hai cây thì đang cây chạy trước cây chạy sau nhìn rất đẹp các bạn. Thì cái nửa bên đây thì còn mấy lối nữa các bạn ơi.
cái này thì còn một lối nữa thì hết luôn nè. Sao mình đang vậy?